Ui, thích nhất là lấy ngón tay lướt trên bộ màu như này luôn á. Vừa mở hộp ra là mê liền, quá trời quá đất màu luôn. Đó giờ chưa dùng thử màu chì nên hôm nay lấy ra quất luôn hen. Tôi có vẽ mờ bằng chì màu ở dưới rồi mới tô, tại sợ tô bậy bạ á. Đây là lần đầu tôi vẽ màu chì á mọi người. Nếu lỡ tôi có vẽ xấu quá thì giả bộ không thấy nha. Tính ra màu chì dễ tô ghê á, nó dễ ăn trên giấy lắm luôn. Nhiều điểm mình thích ở em này là tiện lợi, dễ mang đi, không quá kén giấy. Kiểu giấy dày hay mỏng gì cũng chơi tuốt và không cần chờ màu khô như màu nước. Ta-da, coi thành quả của lần đầu tôi vẽ màu chì nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video, bye bye.